76 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã vượt qua muôn vàn thử thách, lập nên những chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là công cuộc đổi mới hiện nay. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn kiên định, vững vàng trước mọi tình huống, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân tạo môi trường thuận lợi để tỉnh thái nguyên đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân